Chào các bạn đã đến với kênh Đoàn Quản 07. Hôm nay mình đi thăm sông Cửa Đại và bến phà Tam Hiệp các bạn nhé. Đây là sông Cửa Đại, phía xa là dàm sông An Quá. Mùa này nước ngọt các bạn ạ, nên nước sông đục ngầu chất phù sa. Hàng cây phía xa là cồn Tam Hiệp, hay còn gọi là cồn Tàu. Cù Lao Tam Hiệp là một xã của huyện Bình Đại, chia đôi dòng sông Tiền thành hai nhánh, Cửa Tiểu và Cửa Đại. Muốn đi qua xã Tam Hiệp, các bạn phải qua phà. Đây là con phà Tam Hiệp. Phà này là loại phà nhỏ, xe xuống phải quay đầu, không như những chiếc phà lớn khác. Còn ngược lại là đi về Bình Đại và ra Biển Đông. Hiện nay nước sông đang ròng nên đi lên hơi dốc các bạn ạ. Phà Tam Hiệp nằm trên địa phận xã Phú Thuận. Mỗi lần phà xuất bến cách nhau 1 giờ. Trước mặt các bạn là nhà chờ của phà Tam Hiệp. Hôm nay người dân đi phà cũng ít nên lượng người rất thưa thớt. Bây giờ chúng ta ra khỏi bến phà để đi thăm chợ Phú Thuận các bạn nhé. Trước mặt các bạn là đường đê ven sông Cửa Đại. Hướng ống kính là đường về xã Giang Quế Tây, và đi lên là xã Long Định. Đã đến chợ Phú Thuận rồi. Đây là mặt trước của chợ Phú Thuận. Bây giờ mình sẽ đi vào mặt trái của chợ trước. Đây là những mặt hàng văn phòng phẩm. Nhà lồng của chợ khá nhỏ, trông rất chật chội các bạn ạ. Cũng còn vài kiosk đóng cửa. Bây giờ chúng ta đi dần ra sau chợ. Đây là những mặt hàng thực phẩm như bánh và trái cây. Ở phía sau chợ khá rộng và thoáng. Hai bên dãy phố của chợ, mọi người đều kinh doanh buôn bán. Hôm nay lượng người đi chợ khá ít, vì ở gần đây có vài người bị nhiễm Covid nên đã được cách ly. Đây là mặt hàng rau củ quả. Ở phía sau chợ có đường thông ra lộ. Đây là đường thông ra lộ đê ven sông Cửa Đại. Sau cùng là nơi buôn bán tôm cá.
Đây là những con tôm đất rất là tươi ngon. Mặt hàng thịt hôm nay còn cũng rất ít. Nơi buôn bán tôm cá trông rất sạch sẽ, không bề bộn như những ngôi chợ khác. Ở đây tư thương kinh doanh nhiều nhất là các mặt hàng rau củ quả và thịt cá. Đồ bách hóa tổng hợp và quần áo, mọi người buôn bán ở hai dãy phố bên chợ. Bây giờ chúng ta đi dần ra mặt trước của chợ. Ở đâu cũng vậy các bạn ạ. Dịch bệnh Covid đã làm cho kinh tế mọi người dân kiệt quệ, đời sống rất khó khăn. Trước đây chợ nào cũng đông người, bây giờ cảnh vắng điều hiu, buồn thật. Người mua và người bán đều có chung một tâm trạng, ai ai cũng lắc đầu than thở. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình.